chào bà con, cô bác, anh chị em. Hôm nay như rất là bức xúc. Rất là bức xúc. Cái hội mà gọi là hội truyền giáo phục hưng đó cô bác anh chị. Hiện nay giờ trên cả nước của chúng ta dịch bệnh đang lây lan, mà nhất là điểm nóng nhất là ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Đó là giãn cách xã hội, là cũng do cái hội truyền cái hội mà truyền giáo phục hưng, cũng do cái hội này, nó tự xưng, nó tự lập nhóm, chưa có đăng ký xã phường mà chưa có công nhận. Hơn 200 ca nhiễm Covid-19 F0 và 1.000 mấy trăm ca F1. Thì từ cái chỗ mà hội truyền giáo phục hưng này mà nó lan rộng ra tới ngày hôm nay, thì cho nên cái giãn cách xã hội là toàn thành phố Hồ Chí Minh đang giãn cách xã hội, chỉ thị 16 của chính phủ. Thì anh chị nghĩ đi, người dân Việt Nam của chúng ta, đi người trong nước của chúng ta đi vào thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, tất cả trên đất nước Việt Nam chúng ta, các tỉnh ở trong nước Việt Nam của chúng ta đi đến thành phố Hồ Chí Minh để mà làm ăn. Có một số bà con thì đi làm, đi lao động, đi nấu cơm, rồi đi làm công nhân, rồi đi mua bán khắp tất cả tỉnh thành ở trong nước của chúng ta đến thành phố Hồ Chí Minh. Có phải hội mà hội truyền giáo phục hưng này nó có phải là gọi là phản động đó anh chị? Nó giống thằng giống cái thằng Đào Minh Quân mà gọi là không lẽ cái gì, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân gì đó anh chị. Nó để truyền thánh phục hưng. Cái từ phục hưng ở đây giống cái bọn mà ngụy quân ngụy quyền mà bị ông cha ta đánh đuổi đi đó. Rồi nó lên, nó lập nhóm và tự xưng là truyền giáo phục hưng. Cho nên nó là nó 200 nhiễm, 200 ca, hơn 200 ca mà nhiễm Covid-19 mà nó không đi khai báo y tế. Nó để cho lan ra thứ 1.000 mấy trăm ca F1, anh chị thấy không? Nó cố tình nó hại đất nước Việt Nam của chúng ta không? Đó, mong sao cơ quan an ninh Việt Nam của chúng ta, đảng nhà nước ta phải xử thật là mạnh cái người đứng đầu này và những người 200 ca F0 trong mà nhóm mà tự xưng đó, hả, là truyền giáo phục hưng này. Cái này nó phục hưng gọi là tự, nó gọi là gì anh chị? Đây là một cái âm mưu thế lực thù địch ngầm nha anh chị. Nó mới đệ tự là truyền giáo phục hưng. Gọi phục hưng đây là chúng nó là cái bọn phản động, chúng nó là gọi là phục quốc đó anh chị. Nó cố tình 200 ca, hơn 200 ca mà nhiễm Covid-19 F0 mà nó không đi khai báo y tế, nó không đi báo cơ quan, không đi báo khai báo y tế đó. Rồi nó không cho hả mà bên công an, cơ quan công an để mà vô để mà xét nghiệm. Tới khi mà hả nó mà như nó lan tràn mạnh quá rồi á, đầu công an Việt Nam của chúng ta, công an thành phố chúng ta mới vào cuộc. Mới hả, bắt ra là 200 ca, hơn 200 ca. Hơn 200 ca nhiễm Covid-19, 1.000 mấy trăm ca F0, trong khi ha. Cho nên hiện nay giờ giãn cách xã hội thành phố mình hiện nay bây giờ anh chị thấy không? Bây giờ giãn cách mà giãn cách xã hội ở thành phố mình rồi á, những một số bà con đi, gồm một số là tài xế ở thành phố mà đó, rồi đi chở rau củ quả về An Giang rồi nhiễm lây lan tùm lum, anh chị thấy không đó. Rồi một số người ở thành phố về ở An Giang mình, rồi ở Hà Nội mình hiện nay giờ là 14 tỉnh thành đó không hoạt động các xe buýt, xe khách đó, rồi xe taxi anh chị, đó cũng lỗi với ai? Có lỗi là phải thằng gọi là thằng tự xưng truyền giáo phục hưng này không? Không, nó đi đăng ký phường xã, không có phường xã nào chứng nhận cho nó hết. Ở đây hội, đây là hội thánh mà truyền giáo này, gọi là truyền giáo phục hưng này, nó âm mưu thế lực mà của bọn phản động đó. Để chứ là gì không, phục hưng là phục quốc đó cô bác anh chị. Cho nên nó quậy cái đất nước của chúng ta như vậy đó cô bác anh chị. Cho nên hiện nay giờ bà con cô bác chúng ta mà giãn cách xã hội không mua bán làm ăn được, làm khổ các chiến sĩ đầu ngành, mấy trăm em sinh viên ở đầu ngà mà mấy trăm em sinh viên tự nguyện ở Hà Nội bay vào mà thành phố Hồ Chí Minh mình đó hả, để mà tiếp sức để tiếp sức làm tiến đầu cho mà
phòng chống Covid-19 cùng công an ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Rồi anh chị đừng có nghĩ là hả, ở thành phố rồi ở khách sạn 5 sao, không phải. Lúc này khách sạn là vắng khách, cho nên những nhà, những chủ khách sạn đó tại chợ và mời các em về, chứ đừng có nói mà sao mà đi làm tình nguyện mà ở khách sạn 5 sao. Anh chị, khi mà anh chị bước vào tình nguyện đi, các anh chị là cái người đứng đầu ngành đi ha. Một số anh chị nào mà xuyên tạc đó ha, chửi bới kêu công an, thằng công an này, rồi chửi bới y bác sĩ này kia đó, các anh chị nghĩ đi, các anh chị thử vô làm tiếng đầu đi ha. Khi mà có một ca nhiễm F0 rồi á, các chiến sĩ công an, y bác sĩ hả, đi chi vết hết, đi chi vết từ cái F0 này đi ra F1, F1 qua F2, rồi lây lan cộng đồng. Anh chị biết cực khổ cỡ nào không? Không ăn không ngủ ha, không bỏ vợ bỏ con đi hết, trực chiến 100%. Anh chị thử coi, thử đây đi, đứng tiếng đầu đi là công an, đừng có nói nha, đừng nói tới y tá bác sĩ nha, mặc bụt đục. Anh chị thử đi, anh chị nào mà xuyên tạc vô các em ha, và một cái số mà cái bọn mà tự xưng truyền giáo phục hưng này nè, thử đi chúng mày đi, ở tiếng đầu đi nha. Chúng mày muốn quậy đất nước đúng không? Chúng mày muốn quậy đất nước để cho hiện nay giờ tao là người dân nè, tao bắt xúc nha. Bây giờ tại lũ chúng mày nha, chúng mày đã nhiễm Covid-19 mà chúng mày không đi ba khai báo y tế, hiện nay giờ giãn cách xã hội, rồi những người nghèo, những người bán vé số nè, không công ăn việc làm nè, đói khổ đó với ai hả? Đói khổ đó với ai? Có phải do chúng mày không? Chúng mày đang hại đảng nhà nước, gồng mình lo cho dân, chi vết chống giặc dịch như chống giặc. Đảng nhà nước đã chống dịch rồi ha, chống dịch Covid-19 như chống giặc rồi, còn phải lo cho người dân, sợ người dân chết phải ha. Giờ hiện nay giờ có 150.000 liều vaccine rồi đó nha, rồi lo cho những bà con nghèo bán vé số không công ăn việc làm trong thời điểm này. Cái lũ bọn mà tao gọi là truyền giáo phục hưng của chúng mày, tao gọi là lũ phản động thì đúng hơn, phá hoại đất nước, tao gọi là phản động đó. Chúng mày không phá hoại đất nước, tại sao mà chúng mày bị nhiễm Covid-19 mà chúng mày không đi khai báo y tế hả? Chúng mày không khai báo y tế để cho lan tràn ra mấy trăm ca, rồi bây giờ nhiễm ra mấy ngàn ca, một ngàn mấy trăm ca, rồi bây giờ lan tràn lan tỏa lên trên khắp thành phố như vậy, rồi bị giãn cách xã hội vậy, chúng mày có phải là chúng mày là phản động không? Chúng mày giờ muốn lật đổ đất nước này phải không? Chúng mày làm cho đất nước này á, làm cho đất nước này á, là lo chống dịch Covid-19 rồi để âm mưu thôi. Tụi mày sau lưng kết nối với cái bọn phản động nước ngoài để mà muốn lật đổ cái đảng cộng sản Việt Nam đúng không? Rồi chúng mày đã cho dân mà nghèo đói khổ này có phải lo cái bọn mà truyền giáo phục hưng của chúng mày không? Chúng mày khốn nạn vừa phải thôi chứ. Nhưng mà chà, mời bà con cô bác nghe cái đoạn clip này nè, cô bác anh chị em. Sáng 1 tháng 6, Ban công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi có hơn 200 ca lây nhiễm Covid-19 từ điểm nóng có tên Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở số 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 5, quận Gò Vấp. Báo cáo tại cuộc làm việc liên quan đến nhóm Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định địa chỉ 415/8/4 Nguyễn Văn Công là điểm nhóm hoạt động chứ không phải hội thánh. Điểm nhóm này mới chỉ đăng ký hoạt động cấp phường xã, chưa được công nhận là một tổ chức tôn giáo. Bên cạnh đó, đại diện Bộ Nội vụ cho rằng người đứng đầu điểm nhóm không phải là mục sư, vì mục sư là chức sắc tôn giáo, còn ở đây là được tín đồ tôn xưng đứng đầu nhóm. Dù điểm nhóm truyền giáo phục hưng tại số 415/8/4 Nguyễn Văn Công hoạt động hợp pháp, tuân thủ luật pháp, tích cực tham gia phong trào địa phương. Đấy. Có phải chúng mày là tự xưng tự thành lập một cái hội nhóm là truyền giáo phục hưng nhá, chưa có xã phường nào cấp á, chúng mày tự lập nhóm tự xưng lên là truyền giáo phục hưng, chúng mày tính phục quốc hả? Hả, chúng mày đấy là lập nhóm lên truyền giáo phục hưng, có phải là chúng mày đang phục quốc không? Chúng mày mới quậy phá lên đó, mấy trăm ca nhiễm mà F0 đó, một ngàn mấy trăm ca mà nhiễm F1 đó, có phải là chúng mày muốn phục quốc hả? Tao nói với bọn chúng mày á, thằng Mỹ á nha, thằng Pháp, thằng Mỹ á, mà vào đất nước Việt Nam này rồi á, còn đánh nó tụt quần chạy đi, huống chi á, cái bọn chúng mày là cỏ ghét
Để cho đất nước hiện nay bây giờ người dân nghèo đi bán vé số không có công ăn việc làm. Công nhân thì không có công ăn việc làm, những người hả, chạy xe ôm, xe thồ, taxi, ta thất nghiệp như vậy đó. Cái bọn mà hả, tao gọi là cái bọn mà truyền giáo phục hưng chúng mày á, là cái lũ khốn nạn đấy. Biết chưa? Tụi mày quá khốn nạn. Cho nên á, mong sao qua cái clip này, nhưng mong sao cơ quan an ninh đảng nhà nước ta phải chi tố mà hình sự với tụi chúng nó, phải đưa chúng nó ra trước pháp luật, để trước để mà xử trước bà con nhân dân, để mà cảnh tỉnh cái bọn này, để cho một số bọn mà còn lại chưa lú đầu ra, để cho nó thấy sự việc thì coi nó dám lật đổ không hả. Truyền giáo phục hưng, tụi mày tính phục quốc chứ tôi phục hưng cái gì hả? Tụi mày tự xưng tự lập nhóm, tự đặt tên nhóm của tụi mày luôn hả? Tụi mày làm gì? Tụi mày tính hóa trang để làm gì? Truyền giáo chúng mày chuyện gì? Tao thấy chúng mày truyền giáo phục hưng cái gì? Truyền giáo phục hưng mà chúng mày chuyện cái gì hả? Tao thấy chúng mày đang phá hoại đất nước chứ không có truyền giáo gì chứ hả. Phật trời người ta dạy tu tại tâm nha, làm những điều lương thiện, mà chúng mày có làm lương thiện không? Chúng mày đâu có lương thiện, chúng mày đang làm ác, chúng mày đang nhiễm bệnh mà chúng mày không đi khai báo y tế, không báo báo khai báo y tế mà những sở mà cơ sở y tế gần nhất, và báo công cơ quan công an ở nơi gần nhất của chúng mày, mà chúng mày để cho nó lan tràn ra 200 mấy chục ca. Tính đi, cái bọn mà gọi là bọn truyền giáo phục hưng tự xưng của chúng mày ấy, là bọn phản động đấy, tao chửi đấy nó. Tao giờ tao rất là bức xúc, bà con bây giờ không có công ăn việc làm, giãn cách xã hội đó, rồi những tài xế đó mỗi lần đi đi xét nghiệm nó là 700-800 ngàn, người ta nghèo khổ đó, tụi bay thấy không đó. Rồi những tiếng đầu đó, tụi bay thấy chưa, cái bọn khốn nạn truyền giáo phục hưng tụi mày là đó là bọn phản động nha. Mong sao tất cả cô bác anh chị em cộng đồng trong đất nước Việt Nam chúng ta phải lên án cái hội tự xưng truyền giáo phục hưng mà phản động này. Không phải nó phục hưng đâu cô bác, từ phục hưng đâu, nó phục quốc, mà nó không để từ phục quốc mà để phục hưng đó cô bác anh chị. Đó là âm mưu thế lực thù địch của bọn phản động nước ngoài, nó cấu kết bọn phản động nước ngoài để mà nó quậy phá cái đất nước Việt Nam chúng ta, nó quậy phá cái thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, để mà giãn cách xã hội dịch là trong nước, các tỉnh thành ở trong nước của chúng ta, để cho bà con nhân dân chúng ta, có những người bán vé số, những người lao động, những người bán hàng rong, những anh chị xe ôm, những anh chị taxi, rồi những mà các cô các bác các anh các chị em đang lao động trong khu công nghiệp, cũng tại cái hội mà cái bọn mà truyền giáo phục hưng mà gọi là nó lái từ đó, là phục quốc của tụi nó đó anh chị, nó rất là khốn nạn, gọi là nó phản động đó anh chị. Chúng ta phải lên án đứa nào mà phục hưng được, từ phục hưng gọi đi ra đường giả vô mặt nó anh chị. Ở đây chúng ta, trên đất nước Việt Nam chúng ta, chúng ta là người dân không bao giờ biết á mà chia rẽ tôn giáo. Trên đất nước Việt Nam chúng ta có 50 anh em là 50 tôn giáo ở chung trên đất nước, chưa bao giờ biết chia rẽ tôn giáo vùng miền. Mà cái hội tự xưng truyền giáo phục hưng này mà nó lái, đáng lẽ để từ phục quốc mà nó không dám để từ phục quốc, để từ phục hưng đó, để mà nó quậy ra, nó nhiễm Covid-19 mà nó không đi khai báo y tế, mà tính 250 người là 250 người nhiễm đó cô bác anh chị, rồi bắt đầu nó lây ra là 1.000 mấy trăm người, rồi giờ lây 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 chợ Bình Điền rồi đó, đóng cửa chợ Bình Điền rồi tùm lum tà la đó anh chị thấy không. Cái bọn mà truyền giáo phục hưng này nó rất là khốn nạn không, âm mưu nó phá hoại đất nước Việt Nam của chúng ta không anh chị. Đây là một bọn đây phản động thế lực thù địch ngầm trong nước Việt Nam của chúng ta, đó là gọi là truyền cái họ tự cái nhóm tự xưng tự tự mà tự xưng rồi để tên là truyền giáo phục hưng đó. Đó là thế lực thù địch của bọn phản động đó anh chị. Giống bọn phản động mà kêu gọi xuống đường biểu tình năm 2017 2018 mà đập phá ngày 10 tháng 6 đó, bọn chúng nó là một bọn đó. Nhưng chào cô bác anh chị, hãy lên án cùng cùng nhiên nha cô bác anh chị em. Chúng ta là mất công ăn việc làm cũng tại cái hội nhóm mà truyền giáo phục hưng này đó cô bác anh chị. Xin chào cô bác anh chị, chúc cô bác anh chị em và các cháu nhiều sức khỏe, để giữ gìn sức khỏe mùa Covid này, để mình ở đâu mình ở yên đó. Dù có nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cha, nhớ mẹ, mình phải ở yên tại đó, mình đừng đi nữa. Trong lúc này anh chị, cô bác anh chị biết không, đảng nhà nước ta gồng mình, các chiến sĩ công an, những y bác sĩ,
các em tình nguyện viên đầu ngành cực khổ lắm cô bác anh chị, cực khổ cực kỳ, nhất là những các chiến sĩ công an mất ăn mất ngủ đi chi vết từ từ người, cái người F0 này nó lây rồi nó đến đó nó ăn cháo rồi, hay là cái anh mà chạy xe tải này đi tới đâu là phải đi lần mò ra từ cái người nào từng người này nè, anh này ghé đây là bao nhiêu người xung quanh này, phải là công an phải đi chi vết ra những người xung quanh đó. Vì ai vậy cô bác anh chị em, vì ai? Vì người dân chúng ta, sợ người dân chúng ta lây nhiễm rồi lây ra cộng đồng, rồi chúng ta thứ nhất nè ha, không tiền rồi không có công ăn việc làm rồi đói khổ này nè đó, công an Việt Nam của chúng ta vì ai? Sống vì nhân dân đó cô bác anh chị thấy không, thằng nào con nào mà chửi công an ha, tao nói với tụi bay nè, không công an rất là lo cho nhân dân, đảng nhà nước lo cho nhân dân và các y bác sĩ đã lo cho nhân dân, mà nhất là các chiến sĩ công an, lực lượng công an an ninh, lực lượng chiến sĩ công an ninh Việt Nam rất là cực khổ. Còn cái bọn nào mà buông ra kêu công an thằng này thằng kia nè, tao nói cho tụi bay biết nè nha, đừng quơ đũa cả nắm. Giờ cha mẹ tụi bay mà đẻ ra 10 đứa con đi, ủa đâu 10 đứa hoàn hảo đâu, cha mẹ đâu suối tụi bay đi ăn cắp ăn trộm đâu, mà tụi bay đi ăn cắp ăn trộm vậy nó vậy, bay đem cha với mẹ tụi bay ra bay chửi hả, đúng không? Cha với mẹ tụi bay là dân làm ăn lao động chân chính, đâu có kêu tụi bay đi chơi chích xì ke đâu hả, đâu kêu tụi bay đi chích xì ke đâu, đúng không? Thì tự lên tụi bay đi chích xì ke rồi sao tụi bay có lo cha mẹ tụi bay ra chửi không? Đừng quơ đũa cả nắm, công an rất là lo cho dân tụi bay biết không? Tao thấy các chiến sĩ công an an ninh đi chi vết từ người mà không ăn không ngủ, thật sự bà con cô bác anh chị em rất là xót xa lắm cô bác anh chị em, mất ăn mất ngủ. Rồi những các bé mà sinh viên hả, tự nguyện để mà cùng chung tay với mà để mà với đảng nhà nước để mà phòng chống Covid đó, các em cực khổ. Còn những người nào mà xuyên tạc, các anh các chị nào mà con người nào mà xuyên tạc, thử đứng đầu ngành đi, thử như các em các chiến sĩ công an đi, vô làm nhiệm vụ thử 2 ngày thôi, thử làm 2 ngày đi ha, mất ăn mất ngủ nha, đi chi vết không ngủ thức trắng đêm nha, làm ơn á, bớt mà chửi bới công an lại đi nha. Còn cái bọn mà truyền giáo phục hưng á, tao gọi chúng mày là gì, phản động đấy, chúng mày gọi chúng mày lái từ chứ mày không dám để từ phục quốc thôi nha, chúng mày là phản động cho nên chúng mày á, là 200 mấy chục ca cho nên chúng mày không đi khai báo y tế đó. Cho nên bây giờ nguyên cái thành phố giờ giãn cách xã hội, về các tỉnh thành đó, tụi mày quậy á, từ quậy trong nước vậy đó, gọi các bà con cô bác anh chị em trong nước chúng ta phải lên án cái hội nhóm này tự xưng này là truyền giáo phục hưng này, chưa có xã phường nào công nhận nó hết, nó tự xưng lên để nó thành lập lên để nó quậy phá đảng nhà nước chúng ta đó cô bác anh chị em. Xin chào cô bác anh chị em.